Xin chào các anh em yêu bóng đá. Tiếp tục vòng loại Champions League, phạt đền sẽ soi kèo trận cầu giữa Malmö FF và Vikingu diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 6 tháng 7 trên sân Eleda Stadium. Trước tiên chúng ta sẽ nhận định về Malmö FF và Vikingu nhé. Thất bại trước một đội bóng chỉ đang lặn hụp trong nhóm cầm đèn đỏ như Sandvang ở vòng đấu vừa qua đang khiến cho Malmö FF thất thế trong cuộc đua giành ngôi vô địch mùa này. Khi ở thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Milosevic chỉ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Thụy Điển với 21 điểm. Hiện đang kém ngôi đầu của đại kình địch Häcken đến 4 điểm và đang thi đấu nhiều hơn đội bóng này một trận. Nếu như Häcken có được chiến thắng ở trận đấu bù còn lại, thì có lẽ khoảng cách 7 điểm sẽ phải khiến cho Malmö FF hoang mang. Trở lại với mặt trận Champions League, với việc chỉ phải đối đầu với một đội bóng tiểu nhược như Vikingu tại vòng loại, thì tin chắc rằng huấn luyện viên Milosevic sẽ không muốn mất quá nhiều thời gian trước một đối thủ như vậy, mà họ sẽ cố gắng giải quyết Vikingu trong trận đấu lượt đi với một cách biệt an toàn và dành sức lực cho những cầu thủ chủ chốt của mình ở những vòng đấu tiếp theo tại Champions League cũng như tại mặt trận quốc nội, nơi mà Malmö FF sẽ có màn đón tiếp và bớt đến làm khách vào cuối tuần. Về phía đội khách, sau 30 năm dài thì Vikingu mới có được cơ hội góp mặt tại vòng loại chính thức của UEFA Champions League khi họ đã hủy diệt Levadia cũng như giành chiến thắng nghẹt thở trước Inter Escanes tại vòng sơ loại năm nay. Tuy nhiên, như đã cảnh báo từ trước ở bài phân tích soi kèo Levadia với Vikingu Reykjavik ngày 22 tháng 6 mới đây, thì dù cho có được đi tiếp nhưng cơ hội để họ vượt qua vòng loại đầu tiên là rất khó. Khi mà Malmö FF là đội bóng đã chờ đợi sẵn thầy trò huấn luyện viên Gunnarsson từ trước. Có thể trong bóng đá, khi mà trái bóng vẫn còn lăn thì chúng ta vẫn chưa nói trước được quá nhiều điều. Nhưng có một sự thật mà người hâm mộ của Vikingu phải đối mặt, đó là những quá khứ không hề tốt đẹp khi phải thi đấu xa nhà ở cúp UEFA luôn là cơn ác mộng đối với họ. Cụ thể trước đó, đại diện của bóng đá băng đảo đã có 6 trận đấu trên sân khách ở các giải đấu cúp UEFA, và ngay đến cả một trận hòa vẫn đang là điều xa xỉ đối với Vikingu, khi mà họ chỉ toàn phải nhận lấy thất bại. Trong đó, không có trận nào Vikingu để thủng lưới ít hơn 2 bàn, trận thua đậm nhất lên đến 9 bàn. Đó chính là thất bại trên sân nhà của Legia Warsaw. Giờ chúng ta sẽ soi kèo Malmö FF và Vikingu nhé. Như đã nói, với việc Malmö FF cần giải quyết nhanh gọn đối thủ của mình chỉ trong một lượt đấu và hạn chế tốn sức quá nhiều ở trận đấu lượt về, thì đây là trận đấu mà đại diện của Thụy Điển sẽ nhấn chìm Vikingu trên thánh địa Eleda. Thành tích ghi bàn của hai đội lúc này là điều mà ta không cần bàn tới quá nhiều, bởi sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá là quá khác biệt. Vì vậy nếu đem ra để so sánh thì e rằng chúng ta sẽ bị thành tích của Vikingu che mắt mất, khi mà đội khách đã có đến 35 bàn thắng chỉ trong 10 vòng đấu gần nhất. Thay vào đó, giới mộ điệu hoàn toàn có thể tự tin về kèo chấp một trái rưỡi hai trái của Malmö FF. Cụ thể phạt đền xin dự đoán kết quả soi kèo Malmö FF và Vikingu như sau. Dự đoán tỷ số 3-0, kèo châu Âu, chọn Malmö FF. Kèo chấp châu Á, Malmö FF chấp một trái rưỡi, hai trái. Kèo tài xỉu, tài hai trái rưỡi, ba trái. Xin lưu ý, trên đây chỉ là phần dự đoán không phải một lời khuyên, anh em hãy cân nhắc khi xuống tay. Và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.